Chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thì như trong cái video ngày hôm qua Sơn có chia sẻ với mọi người thì thị trường chúng ta cứ sợ tạo đỉnh rồi chúng ta lại sợ tin xấu, chúng ta cứ bán rồi hôm nay thị trường nó lại tăng ngược trở lại, và nó hôm qua giảm 14 điểm thì bữa nay tăng lại 14 điểm luôn. Thì ngày hôm qua chúng ta bán, chúng ta sợ VND bị lỗi hệ thống đó, rồi chúng ta sợ hạ margin đấy, vì bé thợ margin rồi chúng ta lại phải bán xong rồi hôm nay thì thị trường xanh này chúng ta lại phải mua đó, mua mua xong rồi có thể ngày mai lại có một cái tin xấu gì đó thì chúng ta lại sợ, chúng ta lại bán, thì cứ một vòng luẩn quẩn chúng ta mua mua bán như thế vậy, như thế này xong rồi cuối sóng thì chúng ta cũng chẳng có lãi bao nhiêu, và chỉ cần chúng ta là vào một cái nhịp nó không chuẩn, tức là chúng ta bán rồi chúng ta xong lại mua lại ngay cái nhịp mà thị trường vào cái pha chỉnh mạnh thì chúng ta lại lỗ, lại phải cắt lỗ. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ đánh đi đánh lại xong rồi cả cái một chu kỳ sóng có thể là thị trường nó tăng vài trăm điểm rồi các cổ phiếu tăng 50 100% rất nhiều, và thậm chí nhiều cổ phiếu gấp 2 gấp 3 nhưng mà chúng ta cứ lỗ mãi thôi. Đó là do chúng ta cái trong cái video hôm qua Sơn có nói với mọi người đó là chúng ta cứ hay phải đón đỉnh, trong khi chúng ta đã xác định là thị trường nó lên, nó không phải lên trong ngày 1 ngày 2 đúng không ạ, mà nó đã vào một cái chu kỳ thì nó phải đánh vào vài tháng, hoặc có khi là như Sơn chia sẻ hôm qua thì nó phải là 1 đến 2 năm đó, thì chúng ta mới tăng từ cuối tháng 12 đến giờ thị trường mới có 3 tháng thôi, mà chúng ta cứ ngày nào chúng ta cũng phải đón đỉnh rồi chúng ta sợ hãi tin tin xấu thì hôm nay chúng ta lại phải đua lại thôi. Rồi chào mừng các anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Đầu tiên thì cho Sơn xin một những cái like, những cái comment của các anh chị nha. Chúng ta comment tích cực cũng được, tiêu cực cũng được. Đó thì cho Sơn biết ý kiến của anh chị về cái video Sơn làm cũng như những cái gì Sơn chia sẻ. Đó, có hợp ý anh chị hay không, hay là có đồng thuận hay là có ý kiến trái chiều gì không thì mọi người cứ thoải mái comment nha, và cho Sơn những cái nút like để mà ủng hộ để Sơn có tinh thần làm những cái video bản tin thị trường đồng hành cùng với mọi người. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay thì thị trường tăng hầu như là phủ định cây nến ngày hôm qua, chỉ có điều là cái khối lượng còn hơi thấp, tại vì nó là cái sự nhà đầu tư còn nghi ngờ thôi, còn nghi ngờ vì là giống như là phải chờ một cái khoảng thời gian để xem là VND có xử lý xong cái hệ thống hay không, rồi cái việc là mất sức mua của công ty chứng khoán VBS thì có ảnh hưởng thị trường hay không. Thì tuy nhiên thì ngày hôm nay thì VBS đã cấp sức mua lại bình thường ngay từ đầu phiên, và chúng ta thấy là thị trường cũng không có cái diễn biến gì, nó đầu phiên nó chỉ hơi chỉnh nhẹ một tí thôi và sau đó là quá trình là tăng tăng kéo dài đến cuối phiên luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy dòng tiền nó vẫn tiếp tục nó đẩy mạnh, đổ mạnh vào những cái dòng cổ phiếu như là khu công nghiệp, có những cổ phiếu như DRI này đó, những cổ phiếu nhỏ đánh vượt đỉnh D2D, rồi chúng ta có DPR, nó không phải những cái cổ phiếu là thanh khoản quá lớn cũng như là vốn hóa quá lớn, nhưng mà những cổ phiếu này là tiếp tục vượt đỉnh đó. Còn khu công nghiệp GVR tiếp tục là sau cái phiên ngày hôm qua thì hôm qua Sơn nó có nói là GVR là giảm mạnh nhất, thì hôm nay GVR tăng ngược trở lại, tức là những cổ phiếu này chúng ta chưa hết trend. Tuy nhiên thì đối với những cái điểm mua ngắn hạn GVR thì Sơn cho rằng hiện tại cũng không có, nếu mà anh chị là chúng ta chưa chốt lời thì có thể canh cái vùng đỉnh cũ đấy, chúng ta có thể là chốt lời ngắn hạn, còn để mà có một cái điểm mua mới đối với GVR thì cần phải có quá trình nó tích lũy đó, nó thêm đúng không ạ, tức là ở đây quá trình rung rũ có rồi nhưng mà chưa đủ. Một cái phiên biến động hôm qua thì xanh bốn giảm 4%, hôm nay xanh lại bao nhiêu 6%, tuy nhiên thì nó lại gặp ở cái vùng đỉnh cũ ngay phía trên vùng 35-36 này đó, thì chúng ta cần phải là cẩn thận cái vùng phía trên này thôi, đó là với cái ngắn hạn nha. Còn với những anh chị là chúng ta mua được từ những cái vùng phía dưới này thì chúng ta cứ cầm thôi, không có vấn đề gì đúng không? Cầm phía dưới chúng ta thấy là cứ đến đây là những chúng ta thấy là cổ phiếu dẫn sóng để tăng, hầu như là cái tăng rất tốt trong những cái top cổ phiếu mạnh nhất của chu kỳ sóng ngày năm nay, và leader của dòng khu công nghiệp cao su. Chúng ta thấy là cổ phiếu này đi đến cuối sóng mới nói được cầm nếu chúng ta mua được cái vùng giá thấp, còn tất nhiên chúng ta mua những cái vùng trên này thì đây là cái vùng ngắn hạn chúng ta đó, để chúng ta chốt lời nếu mà cái phiên trước đây nè cũng này một phiên bán khối lượng lớn rồi nha, có một cái dòng tiền chốt lời lớn rồi đó, là chú ý đó. Và rất nhiều cái cổ phiếu chúng ta thấy là tăng tốt trong cái phiên ngày hôm nay, dòng khu công nghiệp KBC hay là VGC,
Thì hiện tại thì hôm nay thì Sơn cũng có khuyến nghị là khách hàng là mua thêm cái dòng khu công nghiệp, đó là cổ phiếu KBC đó, đầu phiên đó, mua thêm đó, vùng 3-4x đó, mua thêm được đó, cũng như là những cổ phiếu như là dòng bất động sản là có mua về TCH và PDR. Thì chúng ta thấy là dòng ngoài dòng khu công nghiệp và cao su ngày hôm nay, chúng ta thấy dòng bất động sản xây dựng cũng tăng rất là tốt, những cổ phiếu như là A tăng trần này, đúng không? Vượt đỉnh ITC tăng trần vượt đỉnh, đúng không? QCG đó, rồi CRE đó, dòng bất động sản chúng ta thấy là sau khi những cái nhóm ngành đi trước như là nhóm là chứng khoán, đúng không? Chứng khoán rồi chúng ta thấy là có những cái nhóm ngành hóa chất đó, rồi những cổ phiếu đã chạy trước ngân hàng, tức là bắt đầu có những cái tín hiệu là chúng ta thấy là chậm lại, thì có những cái nhóm bắt đầu là chúng ta thấy là nổi sóng lên và tăng rất là tốt đó. Và phải nói đó là nhóm bất động sản, đúng không ạ? Những cổ phiếu như dẫn đầu như là DIG, sau đó là có TCHPHR, và hôm ngày hôm nay là những cổ phiếu nhỏ là tiếp tục bùng nổ lên đó. Bắt đầu cũng như là KDH này anh chị, KDH là có một giai đoạn là chúng ta thấy là cũng đó, bắt đầu vượt trend lên, sau đó là tích lũy, KDH là chạy trước, KDH cùng với Nam Long là chạy trước trong cái dòng bất động sản đó. Thì quá trình vừa rồi là có tăng cũng khá rồi, khá tốt, thì bắt đầu tích lũy, hôm nay bắt đầu là vượt đỉnh. Tuy nhiên thì khối lượng vốn vượt đỉnh này thì thấp, thì có thể cổ phiếu phải tích lũy lại thêm nha anh chị, cũng chưa có thể là chạy mạnh ngay được đâu với cái khối lượng vốn như thế này, đúng không? Vốn này thấp so với những cái phiên bùng nổ trước đó đó, vượt đỉnh nhưng mà thiếu vốn như thế này thường cổ phiếu không tăng ngay, mà có thể tạo những cái vùng tích lũy ở trên này rồi mới tăng tiếp, hoặc là phải điều chỉnh lại nha, nó phải đi kèm với khối lượng, chứ cái mức độ ngày hôm nay thì chưa đạt lắm. Rồi chúng ta thấy là HPX thì thôi tăng nhiều quá rồi, không phải nói để cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch, bắt đầu mở lại chúng ta thấy tăng trần 4, 5, 6 phiên rồi, những cái vùng này thì chúng ta không có nên chúng ta mua nữa, tại vì đây là những cái vùng là chúng ta nhà đầu tư họ cầm, họ mua bắt đáy trước khi giao dịch này, giao dịch trở lại, thì chúng ta thấy là muốn mua những cổ phiếu này chúng ta phải chờ quá trình tích lũy điều chỉnh, nó có những cái nền tảng nào đó và nó bắt đầu hấp thụ cái lực cầu đấy, còn mua này thì chúng ta gọi là năm ăn năm thua cũng không mua được. Những cổ phiếu chúng thấy NTL vẫn ổn, NTL cũng có những cái nhịp tăng giá tốt và những cái mô hình là nền nền trồng nền nó đi lên, tức là không không phải là tăng liên tục nhưng mà rất là chậm mà ổn định, cứ cứ nền sau cao hơn nền trước. Đấy, cũng như PDR. Đấy, thì đối với những cổ phiếu như là những dòng bất động sản thì Sơn cho rằng những cổ phiếu DG là khỏe nhất, sau đó là những cổ phiếu TCH, PDR. Những cái nhóm cổ phiếu đi sâu như là đất xanh SEL thì Sơn đánh giá nó không có cao bằng nếu mà chúng ta đánh về bất động sản. Thì đó, một là chúng ta chờ DG có những cái nền tích lũy trở lại chúng ta tham gia, đúng không? Cái vùng này thì nó mua nó bị với rồi, mà chờ thêm vài phiên nữa tích lũy. Hiện tại thì đó, cổ phiếu này đang vận động với khối lượng nó thấp lại trở lại cũng tốt, nó nên một cái nền ở đây kéo dài vài phiên nó mua. Còn TCH hôm nay tiếp tục vượt đỉnh này, tuy nhiên thì cũng như cổ phiếu một cái cổ phiếu lúc nãy Sơn nói KDH, thì khối lượng ngày hôm nay TCH nó hơi bị yếu về khối lượng, nếu mà khối lượng nó lớn hơn thì nó sẽ đẹp hơn, thì khả năng là chưa lên tiếp được ngay mà phải tích lũy đây vài phiên. Tuy nhiên thì xu hướng này chúng ta cứ cầm đối với những cổ phiếu này PDR. Thì đây là những cổ phiếu mà Sơn cho mua khi mà nó chỉnh trong đầu phiên đó, đầu phiên là mua luôn, đầu đầu phiên là mua luôn chứ không có ngại thị trường, sợ thị trường gì cả, thì chúng ta xác định thị trường nó là xu hướng lên và nó tốt, mà chúng ta đầu tư thì chúng ta nhìn dài ra một tí, trong cái biến động ngắn hạn thì không sợ, đúng không? Ngắn hạn thì nó có lên rồi nó chỉnh thì đó, thì quan trọng là cổ phiếu nó vẫn và thị trường nó vẫn đang là quá trình nó đi lên, không cần phải quá là quan tâm thị trường là nay xanh mai đỏ bao nhiêu điểm rồi đỉnh ở đâu, hoặc cản chỗ nào đỉnh ở đâu, rồi chúng ta cứ mua rồi chúng ta chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô nó không hiệu quả đâu. Cứ mua đúng điểm là chúng ta cứ nắm giữ thôi, và bao giờ đạt cái target hoặc là chúng ta có những cái cơ hội đầu tư tốt hơn thì chúng ta mới 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 bán rồi chúng ta đổi, đúng không? Chứ không có chúng ta cứ nay mua rồi mai sợ đỉnh, mốt sợ sập rồi cứ chạy ra chạy vào, chạy ra chạy vào đánh như vậy rất là mệt. Dòng chứng khoán thì chúng thấy là ngày hôm nay có VIX, VIX là tiếp tục tăng tốt, hầu như là các dòng cổ phiếu đều tăng, thì hôm nay đều xanh cả. Thì đó một số dòng cổ phiếu chính thì nói là mạnh nhất thì khu công nghiệp, sau đó là đến
bất động sản đó, và những cái ngành như là chứng khoán cũng tăng tốt VIX. Tuy nhiên thì dòng chứng khoán thì Sơn cũng không có khuyến nghị mua mới đó, chúng ta như team Sơn thì còn những cổ phiếu như là VCI thì đã chốt lời rồi, thì bây giờ là còn là SSI, VX và ORS thì nắm giữ cái lượng cổ phiếu có sẵn thôi, không có mua thêm, mua không 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 có mua mới hay là mua gia tăng, thì chờ quá trình kéo lên rồi thực hiện chốt lời thôi. Tại vì cá nhân Sơn đánh giá là những cổ phiếu như là dẫn dắt của đi trước của dòng chứng khoán bắt đầu nó tín hiệu nó chậm lại, và giai đoạn này chúng ta nếu mà chúng ta mua mà liên tục cái dòng chứng khoán thì có thể là không hiệu quả, và chúng ta cơ cấu mạnh những cái nhóm ngành khác nó đang có tín hiệu nó tốt như là bất động sản và một số cái cổ phiếu riêng lẻ khác nó sẽ khỏe hơn. Còn có hàng thì chúng ta cứ cầm thôi, trend của nó vẫn đang là xu hướng đi lên không vấn đề gì. Ở những cổ phiếu này nó có chậm lại nhưng mà nó chưa không hề bị gãy trend nha, tức là nó chậm nó tích lũy lại rồi sau đó nó tăng tiếp là bình thường. FTS hay là CTS, BSI những cái cổ phiếu đi trước tín hiệu nó bắt đầu nó chậm lại thì những cổ phiếu này bắt đầu là tăng sau rồi thì chúng ta cứ cầm nắm thôi, vì hôm nay rất là tốt tăng 3% và ngày mai khả năng là sẽ phải tiến lại cái vùng đỉnh, test lại cái vùng đỉnh cũ 21 đến 21 năm này. Ngành thép ngày hôm nay thì chúng ta thấy là NKG rồi, NKG cũng cổ phiếu này tiêm cho mua mua và đang vận động tốt, ngày hôm nay rủ rủ về hỗ trợ tăng ngược trở lại thôi. Vol thấp thế này thì nếu mà ngày ngày mai có một cây bùng nổ thì đẹp luôn. Hoa sen cũng là đẹp nha, hoa sen thì bắt đầu là cây này là chạm đỉnh điều chỉnh đó, và cây này tăng ngược trở lại bắt đầu là khả năng là sẽ có phiên break. Ngày mai thép rất là dễ là break tiếp với những cổ phiếu như là Nam Kim, Hoa Sen đó, thì VGS cũng ổn nha. Thép thì Team Sơn hiện đang nắm giữ các cổ phiếu là Nam Kim, Hoa Sen. Hoa Sen thì vào 30% trước ở trong cái vùng này, bắt đầu nếu vượt 24 thì gia tăng, thì anh chị nếu mà có sẵn thì cũng có thể gia tăng nếu nó vượt cái vùng 24 này nha, break được cái vùng tích lũy và cái đỉnh cũ ngay chỗ này. Nam Kim thì đã mua đủ rồi, bây giờ chỉ cầm nắm để cho lãi chạy thôi. Nam Kim thì vào ở phiên này luôn, mua full luôn 25x. Rồi VGS thì cứ cầm, VGS cũng khỏe. Và còn một cổ phiếu nữa cũng đang cầm là hơi nặng một tí thôi nhưng mà xu hướng nó vẫn sẽ xu hướng tăng, PG cứ cầm thôi. PG bao giờ là thủng lại cái vùng 29 này thì nó mới gãy trend, còn không thì cứ chờ nó chậm chậm đi lên chậm chắc phù hợp với sự nhà đầu tư size to mà muốn cái sự an toàn ổn định đánh HPG, còn muốn mà cái độ mà nó nhẹ nhàng hơn mà nó tăng mạnh hơn nhanh hơn thì có thể đánh về NKG hoặc là HSG. Ở đây là cái danh mục của hiện tại, có một số cổ phiếu như là của Team Sơn và một số cổ phiếu đã cho chốt lời thì Sơn cũng không có nói vào đây nữa, đó là những cổ phiếu như là VCI, DG World, PNG thì đã đạt cái vùng chốt lời và cổ phiếu đến những cái vùng mà nó cảm thấy nó bắt đầu có sự suy yếu rồi thì tạm chốt lời quay lại sau. Còn lại thì nắm những cổ phiếu này trong danh mục này thì anh chị cũng có thể tham khảo. Ngân hàng thì đánh những cổ phiếu như là VIB, VIB tăng tốt sau đó là rung lắc hai phiên vùng này thôi, bắt đầu phiên này phục hồi trở lại nha. Vẫn giữ cái gap này rất là tốt, ngày mai khả năng VIB còn kẹp đó. MBB mua từ vùng phía dưới này mua mua test ở phiên này đó, anh chị cũng có thể tham khảo về cách mua, xong mua test phiên này xong phiên thị trường đã tính chính trị bị đạp thì nó vẫn giữ chắc, bắt đầu mua full lại phiên này khi vượt 24. Bây giờ cứ cầm thôi, VIB rồi MBB rồi ACB cũng ổn. ACB thì nó hơi yếu hơn MBB một tí nhưng mà form vẫn ổn, nhìn chung là cái form khá giống MBB, nó form đi lên. Rồi CTG là yếu nhất trong nhóm này, tuy nhiên thì CTG vẫn ổn, tức là nó lên chậm lên sâu thôi, chứ cũng khả năng thì Sơn nghĩ là các cổ phiếu ngân hàng đều phá đỉnh cũ được hết, thì chúng ta thấy là MBB phá đỉnh rồi đó, ACB thì đang quanh quanh đỉnh, đúng không? Quanh quanh cái vùng đỉnh này vượt 285 là bắt đầu phá đỉnh này, còn CTG là vượt 37 sẽ phá đỉnh, tuy nhiên Sơn đánh giá là sẽ phá đỉnh hết thì cổ phiếu Sơn chọn. Còn Techcombank nữa, Techcombank này tăng cũng tốt, tiếp tục đà tăng đã vào phiên này luôn, phiên này chứ phiên này mua vùng 42x luôn đó, tức là phiên này tăng mạnh rồi vẫn mua nè, mua nhưng mà thấy là mua và xong vẫn thắng thôi, tại vì quan trọng là cổ phiếu nó đã có quá trình điều chỉnh tích lũy trước đó rồi đó, điều chỉnh rung rũ rất nhiều nhà tư bị mất hàng ở những cái vùng này rồi, giờ đánh lên thôi, ta mua cao ở phiên này chúng ta vẫn ngay. Cổ phiếu còn lại hầu như hôm nay ra danh mục là các cổ phiếu đều xanh cả, không có mã nào đỏ.
cầm nắm tiếp rồi. Thị trường chung, rồi thị trường chung thì Sơn cho rằng là có thể là với phiên ngày hôm nay khối lượng thấp thì phiên ngày mai thì thị trường bùng nổ nó tăng mạnh luôn thì càng tốt, còn không thì cứ gọi là lò dò 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 đi phòng này, bắt đầu break lên để cho tín hiệu MACD này, nó MACD hiện tại chưa cắt lên nè, chưa cắt lên được màu đỏ, chưa cắt lên được màu xanh, cắt lên luôn càng đẹp, đúng không? Không không vấn đề gì, cứ cầm thôi. Quan trọng xu hướng chúng ta thấy là thị trường nó không tăng nhiều, nhưng mà không cần tăng điểm quá mạnh, nhưng mà chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu, chúng ta thấy ngày hôm nay rất nhiều cổ phiếu trần, D2D DPR hoặc D2D DPR rồi NHA rồi ITC ASM, rất nhiều cổ phiếu vượt đỉnh, đúng không? Thì chúng ta thấy là xu hướng thị trường đang vẫn rất là ổn, còn chúng ta đừng có nhìn cái điểm số, rồi chúng ta đừng đừng có nhìn là sợ hai đỉnh. Chắc ngày hôm 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 qua thì lại nhiều nhà đầu tư lại sợ ba đỉnh nha, khi có tin VND rồi tin VPS này kia thì chúng ta lại sợ. Hôm trước thì sợ hai đỉnh thì phủ nhận hai đỉnh rồi, giờ lại sợ ba đỉnh đấy, rồi sợ phân kỳ, là sợ phân kỳ MACD, rồi sợ phân kỳ RSI. Thì chúng ta cứ gọi là chúng ta cuối cùng chúng ta cứ nhìn thị trường không, nhìn điểm số thị trường không, mà chúng ta không không quan tâm ở cái danh mục của chúng ta thế nào, đúng không? Còn chúng ta bớt bớt nhìn thị trường thôi, chúng ta cũng phải nhìn danh mục chúng ta ổn không, cổ phiếu có ổn không. Đa số cho nó là các cổ phiếu đều vận động rất là ổn, không có còn một cái cổ phiếu nào đang trong cái downtrend cả, thì chúng ta có ngại gì đâu mà thị trường, rồi chúng ta ngại gì tin xấu, chúng ta cứ chơi tới đến bao giờ là thị trường bắt đầu là thì Sơn chia sẻ với mọi người là cả năm 2022 đó nó mất rất lâu thời gian. Nếu mà một con sóng thì có thể sóng này không phải chưa thể khủng được bằng như sóng này, chưa biết được, nhưng mà Sơn cho rằng là view Sơn là sẽ vượt đó, mà nhưng mất rất lâu thì để nó phân phối, chứ cũng không phải gãy trong ngày một ngày hai và phân phối hết hết dòng này đến dòng kia, từ từ gãy, chứ không thể gãy trong một ngày luôn. Đó là chúng ta thấy là chúng ta cứ đánh đi, cứ cứ tự tin chúng ta đi và mua và nắm giữ, đến vùng chốt lời hoặc đến cái vùng đó có nhiều cổ phiếu để chúng ta đảo ngon hơn thì chúng ta chốt, chúng ta đảo, hoặc là đến vùng đó cổ phiếu yếu thì chúng ta chốt, chúng ta mới chốt, chứ còn không thì chúng ta đừng có sợ thị trường ngày nay chúng ta mua mai chúng ta bán, có cái tin này tin kia chúng ta bán, không hôm qua là đua nhau cuối phiên bán xong rồi hôm nay lại phải mua thôi, mua lại, chứ còn không ngồi ngoài nóng ruột chịu sao nổi, cầm tiền chịu sao nổi. Và đây là một con sóng thật, sóng khủng nha. Dòng tiền vào thị trường nó gọi bất chấp tất cả, dòng tiền vào kinh khủng. Ngày hôm nay thì chúng thấy là hút chính phiếu bắt đầu rồi, ít lại rồi. Một đây là một dấu hiệu tốt, tức là cái có thể là tình trạng dư thừa thanh khoản nó bớt rồi, rồi tình trạng là tỷ giá nó cũng bớt căng thẳng rồi. Đó. Thị trường những cái tên như thị trường bất động sản phục hồi, ngân hàng là ngành leader. Đó, rồi VND thì dự kiến là sáng thứ năm giao dịch lại, đó thì chúng ta thấy là xong thôi, mọi thứ là đâu lại vào đấy, không có một cái giao dịch lại. Thì đó chúng ta sợ VND bị không vào được tài khoản, đúng không? Bị lỗi thì chúng ta bán đi, rồi bây giờ thứ năm sẽ vào được rồi, không lẽ lúc đó mình chờ đến lúc đó chúng ta mới mua, đúng không? Thì lúc đó thị trường nó đã tăng một khoản và chúng ta bị mất hàng, và cái cổ phiếu chúng ta bán thì nó đã tăng tăng ngược trở lại rồi, tức là chúng ta mua bây giờ chúng ta lại phải đắt hơn rồi, hơn 5-7% rồi so với cái giá chúng ta bán rồi khi có tin xấu rồi nha. Đó nên là chúng ta thấy là view của Sơn là không sợ, sợ thị trường không đón đỉnh nhiều, cứ đánh đến bao giờ mà xấu xác nhận thì lúc đó chúng ta bán vẫn chưa muộn, còn giai đoạn ổn còn chúng ta vẫn cứ đánh, vẫn cứ mua, vẫn cứ nắm giữ, vẫn cứ cứ cho thị trường nó chạy thôi, vì dòng tiền nó vào rất là lớn. Những cái phiên này, đây những phiên đây là phiên tính phiếu này hấp thụ hết, đây là phiên biến động về thượng tầng chính trị này hấp thụ hết, còn hôm qua là phiên VND, tin về VND hay là VPS margin đó, thì chúng ta thấy là những cái tin xấu ra là thị trường phục hồi lại rất là nhanh, và các cổ phiếu, các nhóm cổ phiếu, các dòng cổ phiếu cứ thay nhau vượt đỉnh đó, nên là thị trường rất là ổn nha mọi người, cứ an tâm mà chiến đấu nha, không vấn đề gì cả. Đó, còn là nếu mà chúng ta mua thì mọi người cũng có thể chú ý những cái cổ phiếu như thế này, thì Sơn thấy hôm nay có một cổ phiếu nó cũng vào form tăng tốt này, form tăng tốt đó. Tuy nhiên thì cổ phiếu này nó trần rồi thì nó khuyến nghị mua giá trần thì nó cũng tùy khẩu vị thôi, tức là ai mà máu đầu cơ thì có thể mua những cổ phiếu này. Ở ngày mai thì quanh quanh cái vùng giá trần này vẫn mua được, theo Sơn thì có hai phiên khối lượng lớn này nó vào tín hiệu dòng tiền rất là mạnh luôn, ASM. Ngoài ra thì ASM chúng ta có thể là chú ý thêm là cổ phiếu là cổ phiếu GET,
cổ phiếu GEC đó, cổ phiếu GEC có một phiên khối lượng lớn rồi đó, phiên lớn nay về hấp thụ vẫn tốt, thì cần một cái phiên khối lượng là tầm khoảng 40-50 triệu cổ phiếu nữa đấy, tăng giá tốt là đẹp, ta vẫn mua được. Tức là đối với cổ phiếu này nó không thể nó rơi trong một phiên hai phiên đâu đó, tức là vào sóng thì nó không thể đánh trong một hai phiên mà nó phân phối được đó, nên cổ phiếu này đi đi dài được. Giống như DG chúng ta thấy có hai phiên khối lượng lớn vào thì sau đó cổ phiếu nó vẫn tăng tiếp đó, bây giờ điều chỉnh tích lũy xong rồi lại tăng tiếp thôi, tích lũy bên vùng này lại tăng tiếp thôi đó, còn cứ cầm thoải mái đi cổ phiếu này đó, thì chúng ta form DG chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là đánh có hai phiên khối lượng lớn vào liên tiếp và tăng tốt để vượt đỉnh này, chúng ta thấy là hôm nay có ASM thì chúng ta chú ý cổ phiếu còn lại như là GET hoặc là KBC. KBC cũng ở trong cái vùng là đấy, dòng tiền nó lớn nó vào liên tục nha, những cổ phiếu này đó. Thì room khách hàng của Sơn thì vào cái vùng phía dưới này, tuy nhiên thì Sơn cho rằng là những anh chị mà muốn đó, tức là cái độ tùy theo cái độ chấp nhận rủi ro của mình thôi đó, đối với những cổ phiếu này tức là mua cao nhưng mà Sơn nghĩ là nó sống nó sẽ chạy chạy mạnh và chạy chạy chạy, chạy cái đà 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 tăng nó sẽ còn rất là tốt. Tuy nhiên thì cái này thì chúng ta phải là mua cái vùng phía trên này đó. Ngày hôm nay thì Sơn lúc chỉnh thì Sơn có nhắn khách hàng mua này, và khả năng là nếu mà ngày mai, nếu mà những cái phiên sắp tới, có thể phiên mai hoặc những phiên sắp tới, miễn là phiên nào nó có cái sự bùng nổ tiếp tục về khối lượng đó, vượt cái vùng 365 này tiếp tục nhồi thêm, hoặc anh chị mua mới nếu vượt 365 nhồi thêm, mua mới mua hoàn toàn cũng được, nhưng mà phiên nó phải đạt về khối lượng nha, chứ còn nếu mà phiên đó về khối lượng về thấp thì không có thể là nó chạy mạnh ngay được. Đây là những cái cổ phiếu mà Sơn cho rằng là cái trend của nó sẽ rất mạnh, vì nó cái dòng tiền nó lớn nó vào liên tục, nó những phiên pha chúng ta thấy là khối lượng vào liên tục này rất là ok. GET này mọi người chú ý, GET và KBC cũng được đó, còn nếu ở đây tích lũy đấy, sau những cái phiên tiếp theo tích lũy này càng tốt, một sau đó một phiên bùng nổ mạnh vượt cùng 365 này thì chúng ta cứ mua nha. Và chúng ta đối với đánh những cổ phiếu này chúng ta gọi là đánh đánh gọi là đánh những cổ phiếu mà những cổ phiếu nóng nhất thị trường, những cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì chúng ta có thể là đánh, thì chúng ta đặt cái mức stop loss, ví dụ là đặt mua từ điểm mua 7% thôi, đúng không? Tại vì chúng ta mua ở trong những cái vùng là nó cao và nó vượt đỉnh. Tuy nhiên thì đó là những cổ phiếu mà mạnh, thì chúng ta thấy là những cổ phiếu như như vừa rồi chạm mạnh đây, GVR này, tức là đó có những cái phiên này chúng ta không mua đi, tăng 5% đi, sau đó phiên này chúng ta mua được không? Phiên tăng trần này. Đó, thì chúng ta thấy là từ nền thì nó cũng đã từ nền 21 và tới phiên này tới 24 gọi là cao đúng không? Cao, nhưng mà sau đó bây giờ nó là 34 rồi. Đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn đánh những cái cổ phiếu dạng như vậy thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta mua cao và chúng ta chấp nhận là sai thì phải cắt lỗ thôi, quản trị rủi ro thôi, hoặc là thị trường có yếu tố gì đó xấu không biết, thì nếu mà Sơn bây giờ cho là thị trường yếu tố xấu, phải tin gì đó cực kỳ xấu, chiến tranh dịch bệnh gì đấy thì mới làm sập thị trường. Còn chứ anh chị thấy là những cái tin nhẹ nhàng, tín phiếu hay là thượng tầng hay là VND không vào được tài khoản, thực tế VND không vào được tài khoản thì gọi là mất cơ hội cho những nhà đầu tư ở VND trước thôi, tức là cũng không hành động được với tài khoản của mình thôi, đúng không ạ? Hoặc là ai đang full tiền thì mệt thôi, tại vì đang full tiền muốn mua thì hay ngày hôm qua giảm cũng mua không được, hôm nay tăng lại cũng không mua được, có thể thứ năm bắt đầu mới mua được. Chứ còn thực tế nếu ai đang có mà cổ phiếu ở VND cũng chẳng vấn đề gì, có khi vài hôm nữa có khi được giá hơn là cái phiên ngày hôm qua, gọi là công ty chứng khoán dự hội chúng ta, nó không vấn đề gì nha. Đó nên là mọi người chú ý những cổ phiếu mạnh, nếu mà muốn tham gia thì đánh theo cái trường phái là đánh cổ phiếu nóng á thì đánh được đối với cổ phiếu này, GET rồi KBC đó. Tuy nhiên thì phải quản trị rủi ro, nếu mà đánh chọn đánh cổ phiếu này nha, xin cho rằng những cổ phiếu này nhắm đến là cũng rất là khỏe đó. Hoặc là PDR thì Thanh Sơn là vẫn 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 còn vẫn còn nếu mà ở đây có một cái phiên bùng nổ về khối lượng nữa, chúng ta vẫn có thể là chúng ta nó mua mua mới đó. Còn khả năng thì nếu mà PDR này chưa break tiếp tục, là chưa đánh mạnh lên tục tiếp tục và cái khối lượng thấp như thế này thì cũng chưa chắc chạy ngay được, có thể là phải chỉnh một hai phiên rồi. Ok, cảm ơn mọi người một bản tin ngắn như vậy thôi, anh chị nhà đầu tư đã theo dõi và ủng hộ nha. Mọi người cảm thấy video hay thì mọi người để lại những nút like cũng như là comment để mà ủng hộ Sơn. Cảm ơn mọi người.